Mùa xuân năm 1771, một cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở Tây Sơn với lời hịch lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Từ đây, Nguyễn Huệ trở thành lãnh tụ kiệt xuất của phong. Khi những cành đào xuân vẫn đang khoe sắc, người Hà Nội nô nức đổ về Gò Đống Đa, nơi ghi dấu chiến tích oai hùng năm xưa. Đám rước trang trọng là vang bóng hào hùng của trận tấn công mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789. Toàn cảnh mang ý nghĩa lịch sử và thẩm mỹ, gây ấn tượng đẹp về thái độ ứng xử của hậu thế đối với người anh hùng dân tộc. Nếu Đống Đa là đỉnh cao của chiến công bất hủ, thì Tây Sơn chính là mảnh đất ươm mầm. Khách hành hương hàng năm vẫn đến đây để chứng kiến tận mắt những chiến tích, những địa danh. Phần chính của lễ hội là cảnh sân khấu hóa chiến thắng Đống Đa với lễ lên ngôi vua của Vua Quang Trung. Trong lịch sử, sự kiện này là bước ngoặt có tác dụng quyết định đối với sự phát triển và thắng lợi của phong trào. Lễ hội bao giờ cũng hướng tới một đối tượng suy tôn, nhiên thần hay nhân thần. Gốc rễ của lễ hội chính là hình ảnh hội tụ những phẩm chất cao đẹp của những người có công với dân, với nước. Vì thế, nghi dân hương luôn là nghi thức chính. Sự trân trọng của nghi thức này là một giá trị văn hóa mang về.